Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, phường Vĩnh Quân tập trung chi trả kịp thời các chế độ chính sách đối với gia đình có công và thương binh liệt sĩ theo quy định. Toàn phường có 20 gia đình liệt sĩ, 11 gia đình thương binh, 32 gia đình có công với cách mạng. Hàng năm, Quỹ ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch dẫn động quỹ định ơn đáp nghĩa đã hỗ trợ các hộ gia đình chính sách nhân kỷ niệm các ngày lễ Tết Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tổ chức thăm hỏi tặng quà mời dự họp mặt truyền thống. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Phường tổ chức nhiều hoạt động thăm tặng quà, chăm sóc gia đình chính sách neo đơn, ba mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức vệ sinh nhà bia ghi danh liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc đặc biệt hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm lo cho gia đình chính sách được rất nhiều tổ chức cá nhân cơ sở thờ tự trên địa bàn phường tham gia bằng những việc làm thiết thực như tặng quà hỗ trợ kinh phí xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa qua đó thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ăn quả nhớ người trồng cây thể hiện sự trân trọng biết ơn của tất cả mọi người đối với những gia đình chính sách đã hy sinh cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước